Chào quý vị trở lại chương trình Trực diện TV. Tiếp tục trở lại chuyện của cộng đồng ở vùng Lý Đô Sài Gòn và cũng liên quan đến cái gọi là diễn hành Tết sẽ được diễn ra trong ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023, tức là cái ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam. Thì cái diễn hành Tết ở tại Bô Sa đã trở thành thông lệ rồi, ai cũng đã biết rồi. Ngày hôm qua khi mà chúng tôi đưa lên một chương trình video clip nói về cái hoạt động mà gọi là diễn hành đó đã bị các cái dân cử hoặc là bị những người mà gọi là nhân danh cái cờ vàng và người ta đã làm lệch đi cái gọi là hoạt động văn hóa, cái hoạt động mà truyền thống hay là một cái ngày lễ hội chung của một cái dân tộc và lẽ ra phải trở nên một cái ngày hội tụ cho cái cộng đồng người Việt khi mà xa xứ và người ta đến cái nơi này để mà họ tìm thấy được những cái điều gì đó mang tính chất là đậm đà bản sắc dân tộc. Vấn đề gì đó mà cảm thấy rằng người ta gắn kết với nhau, gần gũi với nhau và trong một cái trạng thái chan hòa và nó không mang màu sắc chính trị, nó không mang màu sắc lừa mị, nó không mang màu sắc trục lợi trong cái gọi là diễn hành Tết hay là hội chợ Tết. Lẽ ra cái nơi tập hợp nó như vậy là nó phải như thế. Nhưng mà chúng ta đã thấy rồi, thí dụ như thời lượng mà diễn hành Tết đó, hàng năm nó đã quá mất thời gian cho những cái đoàn xe, họ dùng cái từ là đoàn xe của các cái dân cử, nhiều vị dân cử rất là khác nhau ở trong cái khu vực, từ tiểu bang, từ liên bang, từ quận hạt, rồi ngay cả thành phố, một vài những cái thành phố và đặc biệt người ta đang chú trọng cho những cái nghị viên gọi là các cái dân cử đó mà gốc Việt. Và những cái cuộc mà gọi là diễu hành như vậy đã đặt ra một cái câu hỏi cho thấy rằng những người tổ chức hay là các cái dân cử đã rất xem thường người dân ở trong cái khu vực. Tổ chức một cái sự kiện mà gọi là diễu hành Tết tốn hàng trăm ngàn Mỹ kim, thậm chí là tốn tới 200-300 ngàn Mỹ kim và phải chặn đứng một cái khúc đường có thể nói gần 2 mai và để bảo vệ trật tự và ngay từ sớm của cái ngày đó đó có thể nói rằng cư dân mà người ta muốn đi ngang cái con đường nó không có được. Nhiều người Mỹ ở tại địa phương họ rất là bực bội về những cái chuyện như vậy, dĩ nhiên là họ thấy bất lợi chứ. Một cái khu vực mà gần cái nơi họ ở mà cảm thấy là mất an ninh, người ta cảm thấy rằng rất là hạn chế về cái việc đi lại, nhưng mà phải để phục vụ cho cái sinh hoạt của một cái cộng đồng, một cái cư dân, một cái sắc dân Việt Nam mà phải chi mang lại cái văn hóa gì cho nó dữ dội. Trong khi đó thì người ta đến để mà xem thì ngoại trừ cái sân khấu làm rất là hoành tráng rồi cũng nói rất là nhiều điều, tuy nhiên thì nhìn ra sân khấu người ta thấy rằng có một số các nhân cử ở trên đó đứng ở trên đó thôi, thậm chí là đứng chủ trì ở trên đó, đứng gọi là ngồi trong cái ban lãnh đạo gì ở trên đó nữa, để là quảng bá tên tuổi. Rồi sau đó thì những cái đoàn xe mà gọi là thay vì những xe hoa hoặc là những cái gì đặc biệt, những cái điều quý hiếm, những cái điều nổi bật, những cái điều điển hình, những cái sự thành công ở trong cái cộng đồng thì để giới thiệu cho đồng hương với nhau chứ. Giới thiệu cho những cái bạn bè, những cái sắc dân của bản địa chứ. Nhưng mà không. Đưa ông A dân cử này, ông B dân cử nọ, bà C dân cử đó ở trên, bà nọ dân cử ở dưới gì đó, đủ thứ chuyện. Cuối cùng thì những cái đoàn mà gọi là dân cử đó nó rất là lèo tèo. Họ đi lấp thóp, có lúc thì họ ngồi trên cái xe mui trần chạy một chút thì nhảy xuống đi bộ rồi đi chào đón, đi coi như là phát những cái đồng tiền nhỏ nhoi, những cái đồng tiền lẻ để vào trong những cái bao thư đỏ để mình gửi đến cho một số những cái người mà tham dự hai bên, chả có mang cái nét văn hóa gì cả. Mà xét cho cùng đó thì những cái dân cử đâu có cái gì đặc biệt đâu. Anh lẽ ra là một cái dân cử đã trở thành cái người đại diện cho cái người dân thì anh trở thành cái đầy tớ của người dân thì đúng hơn, cái người gọi là phục vụ, lúc nào cũng nói là dấn thân,
lúc nào cũng phục vụ nhưng mà lại dành cái thời lượng rất là nhiều đó mà tự đánh bóng tên tuổi của mình. Bắt dân người ta đến để mà xem những cái điều lạ chứ. Dân cử đâu phải là thú quý hiếm đâu. Đâu phải là cái thú gì đó mà người ta cảm thấy là rất là khó để mà gặp được. Rất là khó để mà thấy. Có cái gì đặc biệt đó, đâu phải là sư tử hổ beo gì đâu để mà người ta đến đó để mà người ta chiêm ngưỡng. Và anh chiếm quá nhiều thời gian và nhảy đi lóc thóc ở trên đường phố như vậy. Rồi chào đón quơ quào để anh chi vậy, chẳng qua là muốn quảng bá tên tuổi. Gọi trên khán đài đấy, một số những cái MC gọi là định hót đã dùng những cái từ ngữ anh rất là bay bổng để mà nói về các cái nhân cử đó. Đây đoàn diễu hành tới đây của ông thị trưởng, phó thị trưởng, ông giám sát, phó giám sát gì nào, là ông ta thành vào nghị viên năm nào, làm thế nào, phục vụ gì, coi như là đã từng kinh qua chức vụ này chức vụ kia, mấy vợ mấy con gì đó, có khi họ nói luôn chả được cái gì cả. Tại sao vậy? Những cái thông tin đó khi ra ứng cử đó, khi mà giành ghế với nhau là ra được rồi. Còn ngày Tết là ngày của dân tộc, ngày của cộng đồng, ngày của toàn dân, không chỉ là của người ở thành phố đó hay là cái quận, gọi là quận Cam này. Bởi vì chúng ta biết rằng cái thủ phủ mà Westminster đó, cái thủ phủ Lý Đô Sài Gòn, cái ấp chiến lược Bonsa này đó là cái nơi mà gọi là tập trung rất đông người Việt. Và nơi đây thì hàng năm Tết đó, người ta vẫn tổ chức các cái việc mà bán hàng rất là nhiều về các cái sản vật của người Việt Nam, về những cái sinh hoạt Tết, và nơi đây cũng là nơi đốt pháo rất là nhiều. Chính vì nơi vì vậy đó, và nơi đây vì cái người Việt ở đông cho nên là cũng nhiều người Việt khác ở khắp nơi cũng đến đây để mà thăm nom, để mà tụ họp về đây ăn Tết, cho nên nó vẫn là cái điểm hẹn nhiều nơi họ đến lắm, chứ không phải là chỉ riêng cái quận hạt hay là cái các cái thành phố khu vực thôi, nhưng mà người ta lại dẫn dân cử đi vào xem. Có những năm nhiều người ở nhiều nơi khác nhau đó, họ cũng nghe quảng cáo dữ lắm, họ nói là đi đến để mà xem diễn hành Tết ở Busan, nghe nó cũng dữ dội lắm, nhưng mà họ đến xem xong rồi nói trời ơi chán quá, xem cái phần nữa là bỏ về, chả thấy xe hoa gì, toàn là lèo tèo, và chỉ có một cái đám dân cử hết đoàn này tới hội kia, đi trên đường phố có cái gì lạ đâu, đâu phải là coi như là thú mà lạ gì đó, đâu có gì đó, việc gì mà phải phải ra đó mà vỗ tay cho họ chi mất công vậy, việc gì ra đó phải vui mừng reo hò với họ, trong khi họ mới là cái người lẽ ra phải đi ăn nghỉ mình, còn bây giờ mình lại đứng đó để mà dằn nắng dằn mưa để mà mất một cái thời lượng vô cùng bí báo trong cái ngày Tết. Thay vì cái ngày đó cùng cái ngày mùng 1 đó, cùng cái ngày đầu năm đó thì cái thời lượng nó để đi thăm ông bà, thăm cô bác, thăm những cái người ân nghĩa với mình, thăm những cái người bạn bè mình hay là người có tôn giáo thì đi chùa, đi lễ hội đầu năm hoặc là đi thay dự các thánh lễ trong các cái tôn giáo. Hoặc là mình có thể dẫn gia đình người thân đi ở những cái nơi khác như là cái hội chợ Tết chẳng hạn, hoặc là đi mua sắm, nó vẫn là có cái ý nghĩa hơn trong khi đó đứng ở đó để mà vỗ tay cho cái nhóm dân cử, hết dân cử này tới dân cử kia, và những điều này nó đã lặp đi lặp lại hết năm này đến năm khác, trong nó trở thành một cái nếp mòn và nó cứ làm càng lúc nó càng lộng hành lên, càng lúc nó càng trơ trẽn ra và càng lúc nó càng rất là mất văn hóa. Và càng lúc nó càng cho thấy rằng cả một cái cộng đồng đó nó rất là lụng bại, nó lụng bại về cái tầm xử sự và cái nét mà ngày Tết đó, nó đã bị lạm dụng, nó đã bị chi phối, nó đã bị biến tướng và nó làm cho cái gọi là diễu hành Tết nó chỉ phục vụ cái điểm nhấn quan trọng nhất vẫn là cái sự múa may của cái nhóm dân cử. Hết dân cử này với dân cử kia, có năm người ta còn hạn chế dân cử này dân cử nọ, có người đăng ký không cho đi, hoặc là cho đi thì đi trước đi sau, đi chậm đi nhanh đi gì cũng có thể là buồn vui với nhau. Cho nên là lẽ ra đó là những cái cuộc mà diễu hành Tết như vậy phải dẹp hết các cái dân cử này, không ai dân cử, anh muốn đi vào đó thì cũng được,
cũng cho phép anh chạy lốc thấp theo, nhưng mà cái đoàn chính vẫn là cái đoàn có xe hoa. Thí dụ như cái đoàn xe hoa của một cái bác sĩ hay là văn phòng luật sư, văn phòng nào đó, người ta phải bỏ xe hoa nha. Cơ sở thương mại phải có làm xe hoa chứ. Đâu phải đơn giản anh nộp cái tiền, anh nói là đi mà anh đi bằng cái gì? Anh mua một cái chiếc xe gắn máy hay là chạy cái xe Toyota đi ngang rồi quơ tay quơ chân như vậy thì có cái gì lạ đâu. Đó đâu phải là diễu hành. Có đó là cái việc mà anh xin vào nên có mặt, nên quảng bá sản phẩm, quảng bá tên tuổi của anh chứ đâu phải là diễu hành Tết. Nhưng Tết có xe hoa chứ. Trong khi đó không có xe hoa, lèo tèo. Có những năm mà người ta không có làm được xe hoa đó thì cái cơ quan tổ chức, những cái nhóm hội đoàn ở trong cái địa phương có khi thì họ lại họ tự làm. Họ làm thì những cái xe hoa có khi nó không có tới nơi, không có tới chốn, cũng bị đánh giá. Nhưng mà dù cho không tới nơi không tới chốn thì chúng ta thấy là xanh xanh đỏ đỏ, có vẻ bích chương, có vẻ quảng cáo, hay là có gắn bông gắn hoa đầu vào thì người ta cũng cũng vui. Còn hơn là chả có gì cả, không có một cái nét gì gọi là diễn hành Tết hết, mà lại bị chính trị hóa, bị trở thành cái nơi để cho cái đám dân cử nó quảng bá tên tuổi của họ. Tội nghiệp lắm, tội nghiệp các cái cử tri lắm. Họ đã bị qua mặt, họ đã bị lùa ra trong cái đường bô sa đó như vậy. Tốn hàng nhiều tiền, tiền thì của dân đóng góp chứ không phải là của cá nhân gì mình. Nhưng mà mình thấy rằng là họ làm không có văn hóa, họ làm không tới nơi. Chính vì vậy đó, càng về sau này thì những cái gọi là diễu hành Tết đó, ít người tham gia, ít người ra xem đó. Đặc biệt là những người vùng mà Garden Row, vùng Westminster hay là ngay cả cái vùng Lido Đô Sài Gòn này. Khi mà đặt cái vấn đề người ta hỏi chợ Tết năm nay đi diễu hành ra xem nha, không ai xem. Nó có gì đâu mà xem. Có cái gì đặc biệt đâu. Không có cái gì đặc biệt cả. Cho nên càng lúc nó càng lụng bại. Càng lúc nó càng yếu đi. Và càng lúc đó, ngay cả cái sự đóng góp của người ta cũng càng lúc nữa, cũng giảm đi nữa. Chứ đừng nói đến cái việc mà nó lợi dụng vào cái việc đó, người ta lại dính vào cái vấn đề chính trị. Thí dụ như cái cộng đồng ở Lý Đô Sài Gòn này bây giờ nó đa dạng hóa rồi. Người ta muốn cái ngày Tết là cái ngày gắn kết với nhau, cái ngày mà tìm về cội nguồn, tìm về dân tộc. Kể cả các sắc dân ở trong Việt Nam, 54 dân tộc người ta cũng không phân biệt nữa. Cái ngày Tết Nguyên Đán là không phân biệt tôn giáo, không phân biệt già cả, già trẻ, hay là phân biệt gì sắc dân, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt gì hết. Cái ngày Tết Nguyên Đán là cái ngày thiêng liêng của dân tộc. Thì bây giờ đó thì những cái cuộc mà diễu hành Tết đó, bởi vì họ nói rằng đây là cái thủ phủ mà gọi là cờ vàng. Chính vì vậy thì có nhiều năm người ta cứ trưng cờ vàng, và thậm chí là có lúc còn cử cả 100 đứa học sinh, mỗi đứa mang một cái lá cờ vàng đi coi như rợp trời vàng, và họ cho rằng diễu hành như vậy là gọi là thành công. Diễn hành như vậy là cờ vàng rợp trời, cộng sản rất là sợ người Việt Nam, nhưng gì chính quyền trong nước thì nó rất là ớn khi mà cộng đồng ở nơi đây mà đi rợp trời cờ vàng như vậy. Hoặc là họ mang một cái lá mà cờ vàng cực kỳ lớn, đến 20 người, mỗi người mỗi bên là 10 người cầm đó, dắt lên vai, mà họ cho rằng như vậy là thành công. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng cái như vậy mà gọi là triển lãm cái gì, cái như vậy mà gọi là diễu hành cái gì, đây là phải là duyệt binh. Và đây cũng đâu phải là, ví dụ như ngay cái ngày mà người ta kỷ niệm thành lập của Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Quân Lực, Việt Nam Cộng Hòa gì đó, hay là mang tính chất là hoài niệm về cái gọi là cái gì di sản Việt Nam Cộng Hòa gì đó, thì người ta có thể làm được những vấn đề mà mang cái lá cờ vàng ra được. Trong khi đó thì cái diễn hành Tết ở Bô Sa, diễn hành Tết của dân tộc, cái Tết Nguyên Đán, không có lý do gì mà tự nhiên mang cờ vàng đầy hết trơn. Rồi một nhóm dân cử nó cũng biết rằng cái cộng đồng này dễ tha mỡ bò, cho nên là nó cũng đeo vào cờ vàng, nó cũng quấn cờ vàng, thắt cà vạt màu vàng, nó cũng đi lăng tăng trên đường phố. Và chúng ta thấy rằng những cái sự kiện nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và phải nói rằng cái việc mà mang cờ vàng đó quá nhiều để mà đi vào trong cái gọi là cái hội chợ Tết đó, là cái hình thức lừa mị, cái hình thức mà nó mị dân. Và những cái hình thức đó
là nó cũng không có khẳng định được cái gì cả. Có thể nói rằng chúng ta thấy rằng trong thời gian gần đây có nhiều cái lý do mà cái sự tham dự, cái người mà đổ xô ra cái hiện trường để mà xem những cái buổi diễu hành ở đi đó, trong đó có người nói với tôi rằng một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái lý do mà người ta hạn chế đến là vì quá nhiều cờ vàng. Và ngay cả những người mà trước đây cũng đã từng cầm cờ vàng để mà đi diễu hành, để mà đi trên cái đại lộ Buôn Xa trong cái dịp Tết á, thì sau này họ cũng nói rằng họ từ chối luôn. Họ cũng nói rằng họ không muốn dính tới nữa. Và họ thấy rằng nó cũng chả mang được cái ý nghĩa gì cả. Và trong số mà liên quan đến cờ vàng đó, thì sau này cũng có quá nhiều người họ đi về Việt Nam. Họ làm ăn với Việt Nam, họ hợp tác với Việt Nam, họ làm xuôi gia với Việt Nam, hoặc là họ muốn về Việt Nam để mà ở luôn, để mà gắn kết. Và dĩ nhiên là cái số lượng đó thì họ không muốn dính tới cái lá cờ vàng. Họ cũng không muốn là mình bị đưa lên những hình ảnh rằng là cái người cầm cờ vàng để mà đi diễu hành, diễn hành hay là đi gọi là khoe trương gì đó gắn liền với cái lá cờ vàng, đi chung với một cái hội đoàn gọi là đả đảo cộng sản gì đó trên cái đường Bô Sa ngay trong cái dịp Tết Nguyên Đán, hoặc là đi sau một cái chiếc xe mui trần nào đó mà gọi là đảng phái này, hội đoàn kia, tổ chức nọ, chương trình YouTube này, đại chương trình truyền hình kia, thì để rồi cuối cùng là những cái chương trình đó là những chương trình chống cộng hay là đả phá chính quyền Việt Nam. Cho nên là cái lá cờ vàng nó càng lúc càng là nhiều người mà họ làm ăn ở Việt Nam họ không muốn dính tới nữa. Và cái cộng đồng này đó có thể nói rằng sau khi mà Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, thì cái số lượng người mà gọi là trong cái cộng đồng cờ vàng, cái ấp chiến lược Buôn Xa này, cái tỷ lệ mà họ đi về Việt Nam qua qua lại lại nhiều lắm, càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí là trong cái lực lượng chống cộng, thậm chí là trong các cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại cũng có những người đã từng về Việt Nam. Chúng ta đã thấy rồi, những người mà tổ chức trong kể cả các cái hội chợ này, kể cả cái chương trình mà Tết này cũng vậy, hay là trong cái nhóm mà dân cử, chúng ta cũng đã nghe tố cáo rằng thậm chí là thân cộng, thậm chí là bị chụp mũ là tay sai cộng sản, thậm chí là còn nói rất là rõ là đi về Việt Nam không chỉ là 5 lần 10 lần mà trong 2 thập kỷ vừa qua họ về 20 mấy 30 lần, tức nghĩa là nếu mà tính trung bình là mỗi năm về hơn 1 lần, nhưng mà qua đây họ cũng vấn cờ vàng, họ nói là tử thủ an lập, họ nói các thứ. Và những cái thành phần đó càng lúc họ né né cờ vàng, họ né lần lần, họ né lần lần. Cho nên là chính vì vậy mà những cái cuộc mà diễn hành Tết đó mà gắn liền cái cờ vàng nhiều quá, gần như bị tẩy chay, gần như bị xa lánh, và gần như nó tạo ra một sự ngăn cách. Và cái điều đó cho thấy rằng những người trong cộng đồng họ hô hào rằng là diễn hành Tết để mà gắn kết cộng đồng đoàn kết đó là một cái lời nói giao láo, một cái sự xảo trá, và họ đã không nắm bắt được cái tiêu chí chung là nó phải gắn liền tới dân tộc, gắn liền với cái gọi là những cái nét truyền thống, cái đặc sắc, cái bản sắc dân tộc nó nằm ở chỗ nào. Không phải là cái cờ vàng hay không phải là mời cái đám dân cử để mà nó đi múa mai, nó tự giới thiệu nó. Tại sao phải như vậy? Lẽ ra người ta phải phải dẹp đi, phải thay đổi, đã đến lúc là phải thay đổi rồi. Không thay đổi thì sẽ bị tẩy chay. Và chắc chắn là tôi và nhiều người khác họ cũng thấy cái điều này. Họ cũng sẽ đưa ra những cái bình luận, những cái phân tích, những cái đánh giá, và họ cũng sẽ có những cái lời mà kêu gọi, thậm chí là họ kêu gọi tẩy chay đi cái gọi là mang chất chính trị, mang chất lừa mị, mang chất mà bị tím tím danh, đã bị lợi dụng để mà sử dụng trở thành một cái diễn đàn cho cái nhóm dân cử nó múa mai. Như vậy thì bản sắc quỷ gì, truyền thống quỷ gì, Tết nhất cái quỷ gì, cái cộng đồng này, cái ấp chiến lược Bô Sa lúc nào cũng đã gắn cờ vàng, cờ vàng lúc nào cũng gọi là dân cử, con cưng cái gì, nó ra xin phiếu, nó đậu vào các cái chức vụ,
nó giữ các cái vị trí đó, nó lấy cái quyền lợi cho nó chứ, nó quyền lợi cho gia đình nó, cho người thân nó, cho phe nhóm nó, cho bè đảng nó, chứ có dành quyền lợi cho ai. Tại sao con cưng? Rồi cuối cùng thì ngay cả những cái ngày Tết, ngày của dân tộc, ngày của quê hương, ngày của cộng đồng cũng bị tụi nó xỏ mũi, cũng bị tụi nó lợi dụng. Mỗi lần mới tham gia như vậy, nó cho được cái cộng đồng bao nhiêu, nó cho được cái cuộc diễu hành Tết bao nhiêu tiền, đóng góp được cái gì, trong khi cái gọi là đi diễn hành chả có được một cái chiếc xe hoa, nó đi bằng những cái chiếc xe bình thường, mướn những cái chiếc xe xe Jeep, những cái chiếc xe mui trần, rồi đi lóc thóc mặc cái áo dài. Có những năm rồi còn mời luôn, cho luôn một số các cái dân cử mà người người các sắc dân khác, người Mễ, người Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ vàng gì đó, không phải là người Việt. Nhưng mà cái điều là họ cũng mang mặc áo áo dài đồ, khăn đóng đồ các thứ, cũng đi lóc thóc trên đường phố, được rồi cũng hô hào rằng đấu tranh cho quý vị các thứ, có khi cầm cờ vàng. Lừa Mỹ, rất lừa Mỹ, chả có văn hóa gì cả. Và họ tham dự họ cũng đi bằng xe hơi, họ cũng chả có mà còn một cái xe hoa nào cả. Những lần Tết phải bắt họ mang xe hoa, phải thay đổi. Dân cử tham dự thì cũng không có vấn đề, hoặc là anh đi theo cái xe hoa của người khác, hay là anh phải tự có xe hoa, không có xe hoa không cho đi. Chứ bây giờ bắt người ta ra coi, coi mấy anh dân cử để coi có cái gì lạ đâu, cái đâu phải thú quý hiếm gì đâu mà phải đi coi. Phải chứ mà người ta mang một cái con sư tử ra mà họ dắt theo đó, chắc chắn người ta đi coi nhiều hơn, thích hơn. Cái đó mới lạ chứ, dân cử có gì lạ. Ông nghị viên này, ông dân cử kia, thành phố hay là quận hạt, hay là ngay cả tiểu bang liên bang thì có cái gì lạ. Nó quá dễ dãi rồi, cả một cái cộng đồng này vô cùng dễ dãi. Và cái cộng đồng, cái ấp chiến lược Môn Sa càng lúc này, cái văn hóa đó, trong kể cả những cái lễ hội như vậy, lẽ ra người ta phải làm tôn vinh nó, người ta làm gắn liền với cái bản sắc, gắn liền với dân tộc. Những cái sắc dân khác mà họ đến họ coi cái người Việt thì họ học hỏi được cái gì? Không thấy gì hết. Ủa cái nhóm dân cử nó đi nhiều quá, nó đi lung tung, ủa vậy hả? Vậy là cái gì vậy? Người Mỹ có làm như vậy không? Cái lễ hội đầu năm của gọi là cái hoa hồng đó, của thành phố Los Angeles, ngày 1 tháng Giêng năm 2022, năm nào cũng vậy, người ta tổ chức cái lễ hội hoa hồng cực kỳ lớn luôn, nổi tiếng toàn thế giới luôn. Nhưng mà những cái cuộc diễu hành có người nào có dân cử đâu, có cái ông thống đốc đi, có bà thống đốc đi, hay là ông tổng thống, phó tổng thống rồi xin đi vào những cái cuộc diễu hành đó đâu. Ngay cả những cái lễ hội khác cũng vậy, lễ hội Thanksgiving, lễ hội Christmas, nhiều thành phố lớn, kể cả Chicago, kể cả New York, hay là nhiều nơi khác, người ta vẫn có tổ chức những cái cuộc diễu hành. Có bao giờ thấy ông Biden đi, ông Trump đi, hay là các cái dân cử nghị sĩ liên bang, tiểu bang nào mà họ có cái đoàn xe họ đi quơ quơ quào quào đó? Có, chỉ có người Việt Nam, cái ấp chiến lược Bô Sa nó mới rối loạn như vậy thôi, nó trở thành một cái nếp rất là thiếu văn hóa, rất là tệ, và nó cứ lặp đi lặp lại hoài, và tội nghiệp cho cái cư dân ở cái khu vực này. Họ cứ bị sọ mũi bao nhiêu năm nay mà họ nhiều khi họ họ biết hết á, nhưng mà họ không nói, hoặc là họ những cái truyền thông ở đây thì đa phần là bưng bô cơ, mà nó bưng bô cho cái dân cử này dân cử nọ, nhóm kia, hoặc là nó bưng bô cho cơ sở này cơ sở nọ, hoặc là họ không bưng bô thì có khi họ cả nể với nhau, họ chả có một cái gì để mà dám nói mạnh dạn để mà thay đổi, để mà cho nó tốt hơn. Và họ là hoàn toàn vụ lợi luôn. Những cái kẻ đó thật ra là không phải là họ dũng cảm, họ thiếu dũng cảm đâu, mà vì họ quá tệ. Họ đã không làm đúng các cái chức năng gọi là báo chí, chức năng truyền thông. Tốt nhất á, là đừng có vỗ ngực xưng tên nữa, đừng có la làng nữa, đừng có tự cho mình là thế này thế kia nữa. Cứ nói rằng mình là hiểu biết, nói rằng mình là nơi đây là nơi đáng tự hào, khu vực mà ấp chiến lược này là cái thủ phủ gì đó, đủ thứ chuyện. Có nhiều hoạt động dữ dội lắm, nhiều người quảng cáo kinh hồn,
Về đây đi, về đây chứng kiến đi, đi coi diễu hành Tết đâu đi. Cuối cùng diễu hành Tết chả ra làm sao cả. Chính trị thì chả ra chính trị. Văn hóa không ra văn hóa. Truyền thống chả ra truyền thống. Mà Tây thì chả ra Tây. Tàu chả ra Tàu. Việt Nam chả ra Việt Nam. Mỹ cũng chả ra Mỹ. Nó lợi dụng lan sen tầm bậy tầm bạ. Cuối cùng cái người hưởng lợi nhất là ai? Là cái đám dân cử. Cái đám dân cử nó được quảng bá, nó được múa may, nó được trở thành trung tâm chính trong những cái gọi là chuyển thành Tết đó. Tội nghiệp cho các cư dân, tội nghiệp cho các cử tri. Và hôm nay thì để kết luận cái clip này, chúng tôi muốn gửi đến những cái người tổ chức đó, hay là ngay cả những người tham dự, ngay cả những cử tri mà đến, những người mà đồng hương khi mà đến để mà xem cái hội chợ Tết, là chúng ta phải đặt cái vấn đề với những người trong cuộc và phải nêu bật lên được là các dân cử không phải là thú quý hiếm, chớ có mà bắt người ta phải xem mình. Đó cũng là cái chủ đề của cái clip ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong các chương trình tới. Xin kính chào, kính chúc quý vị những ngày cận Tết Nguyên Đán thật sự an toàn, an lành và hạnh phúc. Xin kính chào.